Chào các em, rất vui được gặp lại các em ở trong vòng thi số 8 William Bích của khối lớp 6. Lâu ngày không gặp các em, cũng nhớ ha. Chúng ta vào bài thi đầu tiên. Các em chuẩn bị máy tính và túi và nháp ha. Bài thi số 1. Cái gì đây? Khó hay dễ? Ồ, cốc vàng tài ba các em. Số tự nhiên đồng thời chia hết cho cả 2, 3 và 5 thì đuôi phải là 0. Và tổng các chữ số và chia hết cho 3. Ở đây đuôi đều là 0 hết nè. Rồi chỉ có cái số này mới chia hết cho 3 thôi các em nhé. Cái này bài toán dành cho tất cả mọi người. X chia hết cho 2, chia hết cho 5 thì đuôi phải bằng 0. Đúng không? Đuôi bằng 0. Như vậy là chúng ta sẽ có những số nào? Các em. Những số có đuôi bằng 0 nè, là 0 nè, 10 nè, 20 nè, vân vân vân. Cho tới nhỏ hơn hoặc bằng 115, tức là 110 đó. Như vậy có tất cả là 12 số các em nhé. Từ 1, 2 cho tới 11 là 11, với lại số 0 nữa là 12 số ha. Đây. Cái này thì các em bấm máy tính cũng được ha. V61 đúng không? Còn không thì mình làm theo kiểu tự luận. X cộng 2. 3 mũ x cộng 2, 81 thì sẽ bằng 3 mũ 4 nè. Như vậy là hai lũy thừa bằng nhau mà giống nhau phần cơ số thì suy ra hai số mũ phải bằng nhau. Và từ đây các em suy ra x sẽ bằng 2. X sẽ bằng 2. Sao đề dễ vậy ta? Cái này đâu cần suy nghĩ gì nhiều đâu. 3 thuộc A là đúng, 1 không thuộc A là sai. 1 đang nằm trong A nè. Như vậy đây là sai các em nhé. Đọc đề cho kỹ, người ta kêu sai thì chọn sai, nhiều em lại chọn đúng là không được ha. Để số này chia hết cho 2 với 5 thì đuôi nó phải bằng gì? A 81 B chia hết cho 2 với 5 thì các em suy ra B nó phải bằng 0. Đó. Rồi tổng các chữ số là phải chia hết cho 9. Như vậy là B là bằng 0 rồi ha. 8 cộng 1 là 0 rồi. 8 cộng 1 cộng 0 là bằng 9 rồi. Như vậy A thì không thể bằng 0 được, vậy A phải bằng 9. 9810. A bằng 9, B bằng 0. Đây. Dễ quá. Cái này thì chắc em bấm máy tính luôn cho rồi. Còn không thì dùng tính chất phân phối ha. Đây có 25 mũ 7 nè. Rồi nhân cho 18 trừ 13 ha. 18 trừ 13 thì nó sẽ bằng là 25 mũ 7 rồi nhân cho 5. Ồ, đáp án dạng lũy thừa. Đây một câu hỏi cũng khá hay. 25 mũ 7 thì các em để ý 25 chính là 5 mũ 2, đúng không? 5 mũ 2 là tất cả mũ 7. Rồi nhân cho một số 5 lẻ nữa. Có 7 nhóm. Mỗi nhóm có 2 số 5 nhân với nhau. Như vậy là chung quy lại là sẽ có 14 số 5, rồi thêm một số 5 lẻ nữa thì nó sẽ bằng 5 mũ 15. Lại có một bạn đăng ký học nữa các em. Thầy cũng rất cảm ơn các em học sinh ở trên toàn quốc đã ủng hộ các cái khóa học của thầy một cách rất là nhiệt tình ha. Hiện tại là
Số học sinh của thầy đã nằm ở 47 tỉnh thành ha. Chỉ thiếu cỡ 17, 18 tỉnh thành gì đó nữa thôi ha. Thì chứng tỏ là kiến thức của thầy là có cái độ lan tỏa rất là tốt. Thầy rất là vui. Và thầy sắp tới thầy sẽ ra những khóa học tiếp theo để phục vụ cho các em một cách nâng cao hơn nữa. Giao của hai tập hợp này, thì tập hợp M là gồm có 5, 6, 7, 8, 9. Còn tập hợp N là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy giao của nó là những phần tử chung á, là 5 với 6 ha. 5 với 6 chắc chắn luôn ha. M là trung điểm của AB thì M phải nằm giữa AB và cách đều AB thôi. Cái này thôi, cái M nằm giữa AB và M cách đều A và B. Thiếu một trong hai này là không được ha. Như đề dễ trời. Tiếp tục câu số 8. Câu số 8 mà thầy làm ở bên cái tờ nháp cho các em hiểu nè. X mũ 2 nhỏ hơn hoặc bằng 324. Rồi giờ các em coi. Số nào mũ 2 lên thì bằng 324. Các em có thể mò ha. Số nào mũ 2 bằng 324. Các em thử lấy 25 mũ 2 thử. Là bằng 625, quá rồi. Vậy mình hạ xuống cỡ 20 thôi. 20 mũ 2 là bằng 400, vẫn còn quá. Vậy mình hạ xuống tiếp. 18 mũ 2 là 324. Ồ, dính. Giả sử các em mò không trúng thì mò thấp quá thì các em tăng lên ha. Còn mò cao quá thì các em giảm xuống thôi. Như vậy là gì? X mũ 2 sẽ nhỏ hơn bằng 18 mũ 2 và từ đây suy ra x sẽ nhỏ hơn bằng 18. X nhỏ hơn bằng 18, như vậy suy ra là x sẽ bằng gì? Số chẵn nhỏ hơn bằng 18 thì có 0 nè, 2 nè, 4 nè, vân vân. Cho tới 18. Vậy các em nhé. 0, 2, 4 cho tới 18. Vậy ta lấy 18 trừ 0 chia 2 cộng 1. 10 số các em. 10 số. Số phần tử tập hợp A sẽ là 10 số chẵn mà có mũ 2 lên là nhỏ hơn hoặc bằng 324. Chia hết cho 15 và chia hết cho 18 thì các em tìm cho thầy bội chung nhỏ nhất của 12 và 10, 15 và 18 đi. Bội chung nhỏ nhất của 15 và 18 dùng kỹ thuật trong khóa học V số 1, các em sẽ tìm rất nhanh bằng 90 ha. 90 nè. Như vậy cái số 40A650 là chia hết cho 90. 4 nè. A650. Ồ sao cái này không ổn tí nào. Thì chỉnh lại. Rồi. 4A650. Nó vẫn ra dấu ta. Tạm thời thì tắt cái dấu dưới này đi ha. Rồi, làm việc hồi xử lý xong. 4A650 chia hết cho 15, chia hết cho 18 thì nó sẽ chia hết cho 90. Vậy thôi. Mà các em để ý là cái số này thì nó bằng cái gì? Nó bằng gì? Nó bằng 40.000. 40.650
cộng cho A ngàn. Cộng cho A ngàn các em. Chỗ này hơi khó hiểu nè. Đúng chưa? Mà A ngàn tức là 1000 nhân cho A. Đồng ý không? Rồi giờ các em coi thử cái số 40650 có chia hết cho 90 không nè. 40650 dùng kỹ thuật V số 1 các em chia cho 90, dư 60 các em. Dư 60 là được 451 nè, nhân cho 90 rồi cộng cho 60 rồi cộng cho 1000 ha. Ngàn nhân A đó. Thầy thử lại nha, 451 nhân cho 90 rồi cộng 60 là đúng bằng 40650 luôn ha. Cái này là chia hết cho A nè, chia hết cho 90 nè. Thì từ đây các em suy ra là anh này là chia hết cho 90 rồi ha. Như vậy là cái tổng này phải chia hết cho 90 nè. Chia hết cho 90. Như vậy là 1000 nhân A khi chia cho 90 á là phải dư lại 30. Dư 30 thì cộng 60 mới chia hết cho 90. Giờ các em thử ha, thử. Các em thử cho thầy. Thử nè. Cái phông chữ kỳ cục vậy trời. Xin lỗi các em xíu nha. Rồi. Chỉnh lại cái phông chữ đó mà. Thử. Rồi thử. Thử A bằng bằng 0. 1 2 vân vân cho tới 9. Coi thử cái nào thỏa. Giờ thầy dùng chức năng giải hàng loạt mà trong khóa học V số 1 thầy đã hướng dẫn cho các em. Bây giờ thầy sẽ kiểm tra coi cái số A bằng bao nhiêu thì nhân với 1000 chia cho 90 là sẽ dư 30. Rồi xong rồi các em. 0 là không được nè. 1 không được, 2 không được, 3 không được, 4, 6 được các em. Số 6 được. A sẽ bằng 6. Chỉ có A bằng 6 thôi. A bằng 6. Thì nhận 6000 cộng 6000. 6000 với là cộng cho 60 thì sẽ chia hết cho 90. Ủa sao kỳ vậy ta? 60 đâu có chia hết cho 90 đâu. Hình như mình sai chỗ nào. Sai rồi. Mình kiểm tra lại nha. 1000 A chia cho 90 là phải dư 30. Xin lỗi thầy gõ lộn các em. Lại nha. Đó là thầy thử lại từ 0 tới 9 hàng loạt. Như vậy là 3. A bằng 3 thì mới đúng. Ngoài ra là không có A nào thỏa nữa. A bằng 3 thì nhận. Dạ các em nhé. Khi đó là ta có là 3060. Đây số này. Bài thi số 2
Trước khi qua bài thi số 2 thì thầy cũng nhắc lại cho một số bạn chưa biết ha. Trang web của thầy là buinguyenluan.wordpress.com. Các em thông cảm nha. Thầy cũng muốn lan tỏa kiến thức chứ nhiều em là kêu thầy quảng cáo quá cũng tội thầy ha. Rồi. Muốn đăng ký các khóa học thì các em nhấp vào cái dòng này. Hiện tại là thầy mở các khóa V61, V71, V81 và V91. Thì các em hình dung nè, các cái đề thi á là nó sẽ có nhiều cái mảng kiến thức lặp đi lặp lại ở trong các đề. Thì các cái khóa học này thầy sẽ giúp cho các em giải quyết từng cái mảng mà hay gặp trong đề thi, chứ không phải là thầy đi giải lại những cái đề thi đã có các em nhé. Như vậy có nghĩa là những khóa học này các em học là các em sẽ áp dụng được cho tất cả các cái vòng thi luôn. Bởi vì vòng thi nào cũng có những mảng kiến thức đó, thì các cái khóa học này nó sẽ giải quyết những cái mảng kiến thức chuyên biệt ha. Chứ không phải là đi giải lại các cái vòng 1, 2, 3, 4 đâu. Những cái vòng đó thì thầy đã giải ở trên kênh YouTube của thầy rồi ha. Giải lại chi nữa. Và sắp tới thầy sẽ ra khóa V62, 72, 82, 92 để phục vụ cho những cái mảng khác ở trong các cái đề thi. Ví dụ như hình học, số học, đại số, những cái mảng mà các em chưa hề đụng tới mà lại hay gặp ha. Còn cái khóa học vừa rồi là tôi đã giới thiệu một loạt những cái kiến thức để giúp các em rút ngắn thời gian khi thi những cái mảng hơi thiên về đại số và máy tính ha. Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau sẽ là số 98. Còn cái này thì các em bấm máy thôi. 8 cộng 9 là 17 ha. Ước chung lớn nhất các em dùng kỹ thuật V61 làm cho nó lẹ đi, chứ giờ mà cứ ngồi mò chết luôn. 13, 15, 17 là có số nguyên tố trong đó thì ước chung lớn nhất là bằng 1 các em. Ước chung lớn nhất của 12 và 18 thì nó sẽ bằng 6 thôi, nhẩm ra luôn mà. Còn cái này các em bấm máy luôn cho đỡ mệt. 33 nhân 98 cộng 67 nhân 42 cộng 67 nhân 34 cộng 67 nhân 22 9008. Hoặc em dùng tính chất phân phối rồi cũng được nha. Tính chất phân phối rồi sử dụng trí thông minh á. Còn dùng máy tính thì được cái độ nhanh. Tùy các em kết hợp hài hòa, không có chối bỏ cái nào cả. Tám đúng rồi. Bài này ta dùng kỹ thuật V61 ta giải thôi coi. Mẫu x trừ 2 3 mẫu x bằng 90. Rồi ta dùng kỹ thuật thầy đã dạy giải thử ha. Rồi bây giờ thầy giải bằng cơ sở toán học đúng đắn. 3 mũ x trừ 2 cộng cho 3 mũ x bằng 90. Như vậy đối với những bài toán kỹ thuật nó đã ra là x bằng 4 các em nhé. X bằng 4. Dùng kỹ thuật V61 thì nó ra lâu rồi. X bằng 4 ha. Còn bây giờ thầy giải thích tại sao nó ra 4 các em nhé. Thì đầu tiên cái cách giải những cái loạt bài như thế này thì thầy sẽ trở lại cho các em ở trong cái khóa học tiếp theo. Nó thiên về cơ sở toán học hơn, phục vụ cho các em thi học kỳ nè, rồi thi học sinh giỏi nâng cao của lớp 6 luôn. Những khóa học sắp tới thầy sẽ luyện những cái đó. 3 mũ x trừ 2 thầy để nguyên, thầy ghi nhân với 1. Còn 3 mũ x thì thầy ghi thành 3 mũ x trừ 2 rồi cộng cho 2. Được không? Vẫn được đúng không? Ai cấm thầy đâu. Rồi tới đây thầy này thầy tách ra thành 3 mũ 2. Đó. 3 mũ x trừ 2 cộng 2. X trừ 2 rồi cộng 2 thì thực ra vẫn là x thôi mà. Rồi coi x trừ 2 như là một số ha. Rồi giờ các em biến đổi cái đề này.
Các em dùng tính chất phân phối nè. 3 mũ x trừ 2 là thừa số giống nhau, mình lấy ra làm thừa số dùng chung. Còn lại mình cho vào ngoặc ha. Cho vào ngoặc. Đây, cho vào ngoặc đơn các em. Đó, tính chất phân phối các em học rồi nha. Cái thừa số giống nhau của hai cái tích lấy ra ngoài dùng chung. Còn hai cái thừa số không giống nhau thì cho vào ngoặc đơn ha. Và trong ngoặc đơn thì các em có thể thấy rõ ràng là gì? Nó bằng 10. Nó bằng 10. 3 bình là 9, 9 cộng 1 bằng 10, như vậy 90. Cái này nhân cho 10 là bằng 90 nè. Như vậy 3 mũ x trừ 2 sẽ bằng 90 chia 10. Đúng không? 90 chia 10 thì bằng 9. Như vậy 3 mũ x trừ 2 là bằng 9. Mà 9 tức là 3 mũ 2. 3 mũ x trừ 2 bằng 3 mũ 2 thì hai lũy thừa bằng nhau, giống nhau phần cơ số. Thì số mũ phải giống nhau thôi, x trừ 2 phải bằng 2. Hay nói cách khác là x sẽ bằng 4 các em nhé. 4 ha. Bài này ta cũng dùng kỹ thuật trong khóa học V61 để giải một phát nó ra rẹt luôn. Nhưng mà đừng lạm dụng các em nhé. Lạm dụng cái là mình mất đi khả năng suy luận toán học đó. Thầy sẽ giải song song, thầy hướng dẫn song song luôn. Nhưng mà đi thi áp lực thời gian là các em cứ dùng kỹ thuật đó, thầy hướng dẫn rồi. Rồi x nó bằng 3 các em, x bằng 3. Còn toán học cụ thể thì mình làm như thế nào? Mình làm rất đơn giản, x cộng 1 mũ 3 bằng 64. Bây giờ các em sẽ biến hai dấu bằng, hai bên dấu bằng thành hai lũy thừa giống nhau phần cơ số hoặc là số mũ nhé. Và thầy sẽ đưa về cùng số mũ. Giờ 64 là cái gì mũ 3? Giờ các em ngồi các em mò ha. 1 mũ 3 là 1, 2 mũ 3 là 8, 2 x 2 x 2 đó, 3 mũ 3 là 27, 3 x 3 x 3 là 27, 4 mũ 3 là bằng 64, dính rồi đó. Rồi giờ đây bằng 4 mũ 3 ha. Giờ thầy ghi đây là bằng 4 mũ 3 nè. Đó. Hai lũy thừa bằng nhau mà giống nhau phần số mũ rồi thì cơ số phải bằng nhau. X cộng 1 phải bằng 4, suy ra x sẽ bằng 3 các em nhé. Tiếp tục. Cái bài số 8. Bài số 8 là gì? 99 trừ 97 cộng 95 trừ cho 93 cộng 91 trừ cho 89. Nó là đây, rơi dãy số có quy luật các em nhé. Dãy số quy luật. Rồi cộng cho 7 trừ 5 cộng cho 3 trừ 1. Bây giờ thầy sẽ thực hiện tính theo từng cặp. 99 trừ 97 là bằng 2. 95 95 mà trừ cho 97, à xin lỗi, 93 thì cũng bằng 2 thôi. Đó, bằng 2. Đó, bằng 2 thôi các em. Rồi cái kia cũng bằng 2 thôi. Cái nào cũng ra 2 hết. Cứ như vậy. Cứ như vậy các em nhé. Vấn đề là gì? Vấn đề là có bao nhiêu số 2 thôi. Giờ đố các em có bao nhiêu số 2. Lố các em có bao nhiêu số 2. Đây là trả lời được rồi. Bây giờ muốn tính số có bao nhiêu số 2 thì các em coi thử là có bao nhiêu cặp, đúng không? Mỗi cặp trên này thì bắt tay lại sản sinh ra số 2 nè. Vậy trên này có bao nhiêu cặp? Muốn biết có bao nhiêu cặp thì các em coi thử là cái này nó có bao nhiêu số đó, cộng trừ nhau đã. Giờ tạm quên mấy dấu trừ đi. Tạm quên mấy dấu trừ đi. Thì các em chỉ quan tâm tới số 1, số 3, số 5, số 7, số vân vân cho tới 99. Thì đó là giải cách đều các em nhé. 1, 3, 5, 7, vân vân. Quên mấy dấu trừ đi cho tới 99. Thì các em sẽ thấy là có tất cả bao nhiêu số. Cuối trừ đầu chia khoảng cách cộng 1. 99 trừ 1 chia đôi cộng 1 là bằng 50. Có 50 số. Suy ra là có tất cả là 25 cặp. 25 cặp. Như vậy suy ra gì? Suy ra là có 25 số 2.
25 số 2. À. Như vậy chỗ này nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng 25 nhân cho 2 và bằng 50. Vậy các em nhé. 50. Câu số 9. Biết rằng số 200 có còn nhiều thời gian không? Ủa, còn 9 phút lận. Biết rằng số 250 chia hết cho A và 150 cũng chia hết cho A. 250 nè, chia hết cho A nè. 150 nè, cũng chia hết cho A nè. Đó. Như vậy A là ước chung của hai số đó. Đó. A sẽ thuộc UC, ước chung của 250 và 150. Giờ các em tìm cái tập hợp các ước chung của 250 và 150 đó. Như vậy các em phải bắt cho được cái ước chung lớn nhất của hàng đó đã ha. Ước chung lớn nhất rồi dùng kỹ thuật trong khóa học V số 1 các em làm nhanh cho tôi. 250 với lại 150, ước chung lớn nhất là 50 các. Ha. Ước chung lớn nhất là bằng 50. Như vậy tập hợp các ước chung của hai hàng này sẽ là các ước của 50. Các ước của 50 thì có gì? 1 nè, 50 nè, 2 nè, 25 nè, 3 không được, 4 không được, 5 nè, 10 nè. Như vậy là nó có 6 ước em nhé. 5 mũ 2 x 2 thì đúng là 2 x 3, 6 ước đúng rồi. Bây giờ cái số A mình cần tìm á là phải rơi trong vùng từ 20 tới 50. Vậy nó là 25. À, nó chính là 25. Các em tua lại để hiểu hơn nhé. Thầy nhiều lúc thầy giảng nhanh quá ha. Tiếp tục câu số 10. AB bằng 18 cm. Các em vẽ hình ra đi. AB bằng 18 cm nè. AB 18 cm. C là điểm nằm giữa. Vậy lấy đại một điểm nằm giữa. Nằm giữa không phải trung điểm đâu các em nhé. Cẩn thận á. Nằm giữa khác, còn trung điểm khác ha. Hai cái đó nó khác nhau. Chữ nhỏ quá thầy cho nó to lên mà. Rồi, chữ này thì quá to ha. Rồi, ok. AB, rồi giờ thầy lấy điểm C nằm giữa nè. Bây giờ các em phải lấy trung điểm của AC và BC. Bây giờ trung điểm của hai đoạn thẳng nè, AC nè. AC là 1, BC là 2. Thầy lấy trung điểm của BC trước. Rồi. Trung điểm của AC thầy lấy sau. Đặt tên là MN. Ha? M nè. N. Như vậy các em thấy là người ta bắt tính đoạn MN. Đoạn MN gồm hai đoạn là MC với CN. Đoạn MC thì bằng một nửa của đoạn AC, còn đoạn CN thì bằng một nửa của đoạn CB. Như vậy là MC cộng CN sẽ bằng nửa của đoạn AB các em nhé. Mà AB bằng 18. Như vậy đoạn MN sẽ bằng 9 cm. Vậy thôi. Rồi các em kiểm tra lại coi có con nào sai không. 9, 8, 17, 1. Sáu. Rồi chắc đúng rồi, nộp bài đi ha.
Rồi ok, chúng ta qua bài thi số 3. Chọn hai ô bằng nhau ha. Các em nhớ ha, trang web của thầy đây. À, khi mà kết thúc thi VNPIC thì thầy vẫn mở những khóa học nâng cao bồi dưỡng kiến thức để sau này lên lớp 7 các em học ha. Hoặc là học thi học kỳ của lớp 6. Nói tóm tắt là học thêm trên mạng á. Nếu các em có hứng thú thì mình tham gia nha. Rồi giờ thầy dùng một cái bảng nháp như lệ thường để thầy lưu cái kết quả ha. Rồi. Cái bảng này hơi to ha. Bốn cột. Năm nè. Giờ mình tìm mấy ô bằng nhau mình cho nó đi luôn cho rồi. Đây nè, 2 mũ 2 là 4 ha. 4 nè. Rồi cho đi luôn đỡ mấy máy móc. 5 mũ 2 là 5 x 5 là 25, hai này đi với nhau để cho khỏe. Rồi cái này các em thích thì các em tính ra. Em tính luôn đi, có máy tính mà. 2 mũ 10 thì bằng 1024. Rồi lấy cái này đi với cái này. Rồi cái này dùng kỹ thuật V61 tìm nhanh cho thầy bội chung nhỏ nhất của 28 với lại 29. 812 các em. Đây bằng 812 ha. Rồi còn mấy cái này thì phải giải rồi. À cái này dùng kỹ thuật V61 luôn cho rồi. Bội chung nhỏ nhất của ba số đó sẽ là 42. 42 trên này các em nhé. Đây. Đây. Rồi bấm máy. 1 mũ 2000 mười mấy luôn, đừng lo, nó chỉ là 1 mà thôi. 1 mũ bao nhiêu cũng bằng 1 mà thôi. Nha, không có sợ. Gõ 1 thôi, khỏi gõ mũ nữa. Rồi, kết quả bằng 17 các em. Anh này bằng 17 nè. À, tính chập ra thôi. Còn đây số phần tử của tập hợp này 1, 2, 3, 4, 5. 5 đây. Giờ còn lại chừng này. Tổng các ước tự nhiên của số 50. Hình như ước của 50 hồi nãy thầy có tìm rồi. À đây đây, nó còn đây hên các em. Đây ước của 50 nè. Đây chính là các ước của 50 nè. À, hên, tự nhiên hên. Nó còn lưu kết quả ở đây. Ăn hiền, ở lành ha. Gặp hên. Rồi các em tính tổng các ước tự nhiên của số 50 thì cái lấy cộng lại thôi. 1 cộng 2 cộng 5 cộng 10 cộng 25 cộng 50. 93 các em. 93 nó đây rồi ha. Rồi giờ còn mấy ô này. Đi thi thì các em chơi mẹo luôn ha. Các em chọn đại. Nãy giờ mình đâu sai lần nào đâu, chọn đại hai này với nhau. Mà sai thì mình chọn hai này với nhau, đúng không? Còn giờ mình đang bồi dưỡng, mình đang học học luyện thi. Cho nên là mình cần kiến thức, cho nên là các em đừng có ham làm nhanh là điểm cao làm gì hết, quan trọng là mình phải nắm được các kiến thức. Sau này thi mới quan trọng ha. Thi mình mới cần nhanh và điểm cao. Bài này ta dùng kỹ thuật trong khóa học V61 ha, ta giải rất là nhanh. Chứ cái này mà các em giải bằng biến đổi là cũng hơi bị phê á ha. Rồi. Rồi ra rồi các em. Đáp án là bằng 22. Thằng này là bằng 22 nè. Còn giờ giả sử đó là một bài toán tự luận thì các em giải làm sao? Toán ở trên lớp á. Thì các em giải làm sao? Thì thầy hướng dẫn luôn, sắp tới thầy sẽ mở những khóa học thêm trên mạng. À, diễn ra cho tới hè và sang năm luôn. Nói chung là xuyên suốt năm học luôn. Các em thích thì các em tham gia ha. Rồi dùng tính chất phân phối nè. 3 nhân x là 3x. Rồi cộng 3 nhân 2. Rồi trừ cho mở ngoặc. 2 nhân x là 2x. Rồi cộng cho 2 nhân 1 bằng 26. Vậy thôi. 3 nhân x thì đâu biết bao nhiêu đâu, để nguyên đi. 3 nhân 2 thì bằng 6. Rồi trừ cho tổng của hai số này, tức là trừ cho từng số luôn, trừ cho 2x rồi trừ cho 2
là bằng 26. Rồi tiếp tục. Các em coi. 3x cộng 6 rồi trừ 2x rồi trừ 2. Thì thầy có thể lấy là 3x trừ 2x rồi rồi sau đó là thầy mới cộng cho 6 rồi trừ 2 cũng được. Cộng 6 rồi trừ đi 2 tức là cộng cho 4 đó các em. Đúng không? Còn 3x trừ 2x thì các em dùng tính chất phân phối thôi. Là bằng 3 trừ 2 tất cả nhân cho x rồi cộng 4 bằng 26. Đúng không? 3 trừ 2 thực ra là 1, 1 nhân x cộng 4 bằng 26. 1 nhân x là x đó. X cộng 4 bằng 26 thì x sẽ bằng 22. X bằng 22 vậy nha, chọn hai này với nhau. Rồi, như vậy hai cái này chọn đi với nhau luôn. Đi thi thì cứ bấm luôn. Như thầy hay nói, đi thi thì bấm luôn. Còn bây giờ thì đừng có bấm. Bây giờ mình suy nghĩ, mình lấy kiến thức ha. Còn đi thi bấm liền nha. Chúng tôi thầy nói vui người ta cứ kêu mình khùng. Lỡ giám thị coi thi tới đây thấy thằng này nó cứ ngồi nó ngó ngó, người ta kêu mình khùng. 2 mũ 2x nhân cho 3 mũ 2x là bằng 36 mũ 24. Rồi, cái này mệt đó ha. Giờ thầy làm dày cho khỏe nè. 2x coi như một số thôi. 2 mũ 2x có nghĩa là 2 nhân x lần số 2 nhân với nhau. Và bên này là 2 nhân x lần số 3 nhân với nhau. Như vậy là ta sẽ có là có 2x lần số 2 nhân với nhau rồi 2x lần số 3 nhân với nhau. Có nghĩa là ta sẽ có 2x lần số 2 nhân 3 rồi nhân với nhau. Cái này các em hơi khó hiểu phải không? Thầy xuống đây thầy nói cho các em dễ hiểu nè. Giờ thầy có 2 mũ 5 nhân với 3 mũ 5 đi. Ví dụ đi, 2 mũ 5 á, là 5 số 2 nhân nhau, 3 mũ 5 là 5 số 3 nhân nhau. Như vậy là thầy có 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2. Rồi tiếp tục nhân 3 nhân 3 nhân 3 nhân 3 nhân 3, 5 số 3 không? Như vậy chung quy lại là sẽ có 2 nhân 3 nhân 2 nhân 3 nhân 2 nhân 3 nhân 2 nhân 3 nhân 2 nhân 3 không? Gì nữa? Như vậy nó chính là có 5 nhóm. Mỗi nhóm gồm có một số 2 bắt tay với số 3 nhân nhau. Đây nè, kem đếm đi, 1, 2, 3, 4, 5. Thì bây giờ 2x cũng vậy thôi ha. Số 5 này các em xem như là 2x trên này nè, đó. Suy nghĩ là sẽ hiểu thôi, thầy không có giảng nữa. Như vậy 6 mũ 2x sẽ bằng 36. 36 thầy ghi thành 6 mũ 2 cũng chả ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới, chả chết chóc ai hết, đúng không? 36 tức là 6 mũ 2 đó. Rồi 6 mũ 2 là hai số 6 đi kèm nhau á. Đúng không ta? Rồi 24 lần. 24 nhóm, mỗi nhóm có hai số 6 nhân nhau. Như vậy là tính ra là có 48 số 6 nhân với nhau. Vậy thôi. Hai lũy thừa bằng nhau giống nhau phần cơ số, suy ra số mũ phải bằng nhau. 2x sẽ bằng 48, từ đây các em suy ra x sẽ bằng 48 chia đôi là bằng 24 ha. Vậy các em nhé. Chọn. Các em nhớ vào trang web của thầy đăng ký ngay khóa học thứ nhất đi. Rồi sau này thầy sẽ ra tiếp các khóa học thứ hai, thứ ba. Các em không học khóa học thứ nhất thì cũng rất là khó. Bởi vì khóa học thứ hai thầy sẽ không có nhắc lại những điều thầy đã dạy ở khóa học thứ nhất nữa ha. Rồi, hẹn gặp các em lại ở vào cái nick số 2 của vòng thi này. Thầy sẽ giải ít nhất là 3 nick, có thể là 4 5 nick nếu thầy có thời gian. Tạm biệt các em. Gặp lại ở nick số 2. Bye bye.